Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký kết trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong đó đáng chú ý là các thỏa thuận hợp tác chiến lược trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ giữa tập đoàn FLC Bamboo Airways với các đối tác của Nhật Bản. Cụ thể là Foreland Nhật Bản sẽ trở thành đại lý phân phối sản phẩm bất động sản cho tập đoàn FLC tại thị trường quốc tế, đồng thời sẽ cùng FLC hợp tác đầu tư các dự án trên thị trường Việt Nam. Trong lĩnh vực golf, hai đối tác được tập đoàn FLC lựa chọn là Accordia và Next Golf. Cùng trong lĩnh vực hàng không, Bamboo Airways phối hợp cùng công ty dịch và tiếp thị giao thông vận tải ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh Fukushima, Ibaraki về việc đẩy mạnh xây dựng và quảng bá sản phẩm du lịch, đồng thời tiến hành triển khai các chuyến bay thuê chuyến trực tiếp với hai tỉnh nói trên. Với hệ thống quần thể nghỉ dưỡng trải khắp Việt Nam, tập đoàn FLC sẽ xây dựng nhiều gói nghỉ dưỡng 5 sao nhưng với mức giá rất hấp dẫn để thông qua sự hợp tác này tăng lượng khách qua lại giữa hai nước, không dừng lại ở con số 1,2 triệu khách mỗi năm.